Làm gì vậy? Anh Hoa hả? Em đang chuẩn bị giao xe. Wow, giao xe mà hoa đẹp dữ em. Cảm ơn anh. Hôm nay em giao cho một khách hàng rất là thân với em, mua của em chiếc thứ hai rồi. Wow, tuyệt vời luôn em trai. Anh Hoan muốn xem quy trình giao xe của em không? Có chứ, chắc chắn là Ok. có rồi. Vậy hả? Vậy xin mời anh Hoan cùng các bạn đi theo chân Mạnh nha. Vì là nhà bây giờ là chỉ toàn của thương hiệu Mercedes thôi, không còn thương hiệu khác nữa. Chắc chắn rồi, chắc chắn Như là và anh Thiện đã nằm trong những top khách hàng VIP cũng như là khách hàng loyalty đặc biệt nhất của Mercedes Việt Nam. Rất là đặc biệt. Đây là cái chìa khóa của Mercedes AMG máy móc thiên về dòng xe. Gửi cho chị coi ok đi. Ok. Học xe mà Mercedes Benz thì cái logo này. Cái này có hình như bông lúa đó là cái. Để vào mọi thử chạy nó có bị. Khi mà đi chiếc xe này nó sẽ thể hiện cái. Trời ơi, nó còn hết luôn á. Người ngồi sao bị ngắt là đóng mạnh lên. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động cái chiếc xe này lên nha. Đi cũng rất là dữ đó, đâu có thua kém gì Lamborghini đâu nha. Sử dụng động cơ V8 mấy máy V8 cũng rất là rộng rãi nha. Đó. Nói lại cái tiền bắt thì cũng tốt thì cũng tốt. Còn cái tổng thì mà tổng thì nó được cái dòng lại. Đây là luxury nó hơi điền. Còn cái này thì nhìn nó thế nào? Nó bự, nó bự hơn. Rồi đồ. Rồi đồ. Nhiêu? Ai chi? 2 tỷ hả? Yeah. Có mua xa chạy chạy. Nếu mà để anh Thiện nhận xe thì ông sẽ rất là wow. Còn mình thì mình chỉ biết là mình nhận được chiếc xe mới thôi, chứ mình cũng không có biết trải nghiệm nó. Thật sự là anh
hành trình mới của tôi sẽ có thật là nhiều thành công trên chiếc xe này nha. Hai các bạn, thì bây giờ đây là cái chiếc xe mà Mạnh chuẩn bị giao. Nó sẽ được vận chuyển về tỉnh Bạc Liêu ha. Như hình ảnh các bạn có thể thấy ha, đây là chiếc xe sẽ vận chuyển cái xe này đi lên và được bảo quản rất là kỹ càng đến khi mà khách hàng nhận được chiếc xe. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo chân Mạnh để chúng ta cùng nhau tiến về thành phố Bạc Liêu ha, tỉnh Bạc Liêu để cùng nhau giao chiếc xe này đến vị khách hàng rất là đặc biệt ha. Sau khi hoàn tất những thủ tục cũng như là giấy tờ thì mình bắt đầu cho xe lên vận chuyển. Và lúc này anh tài xế anh sẽ siết những bánh xe lại để cố định cái phần xe lên cái phần tấm của bệ nâng. Và bây giờ chúng ta đi thôi. Với quãng đường di chuyển lên đến 260 km và thời gian vận hành của chiếc xe di chuyển lên đến 8 tiếng các bạn, thì mình đã có mặt ở thành phố Bạc Liêu vào lúc 7:30 sáng để kịp bàn giao cho anh Thiện là khách hàng thân thiết của Mạnh đã mua ủng hộ của Mạnh 2 chiếc rồi các bạn. Lần trước thì mình cũng vận chuyển xe máy bách ở đúng vị trí này và lần này thì cũng như vậy. Chiếc G63 AMG có màu sơn Sea Grand Brown Magno độc nhất đã thuộc về sở hữu của anh Thiện. Chúc cho anh Thiện sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trên chiếc xe mới này. Nếu các bạn đang quan tâm đến những dòng xe Mercedes-Benz và những dòng xe AMG thì hãy liên hệ số hotline của Mạnh nha. Mạnh sẽ tư vấn cũng như là báo giá trực tiếp và vận chuyển xe về tận nhà cho các bạn. Còn bây giờ nếu thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe cho Mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại những video clip lần sau.